Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi trả lời câu hỏi số 2, trang 23, sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở câu hỏi số 2 ở đây, đầu bài đầu tiên ở A. Đầu bài yêu cầu chúng ta đi tính giá trị của biểu thức x bình cộng 2x cộng 1 trừ y bình. Tại x ở đây là bằng 94,5 và y của chúng ta ở đây là bằng 4,5. Tiếp theo đó là ở ý B. Ở ý B thì đầu bài yêu cầu chúng ta đó là khi phân tích đa thức x bình cộng 4x trừ 2xy trừ đi 4y cộng y bình thành nhân tử thì bạn Việt đã làm như sau. Ở đây là x bình cộng 4x trừ 2xy trừ đi 4y cộng y bình thì bạn đấy thực hiện phương pháp nhóm. Bạn ấy nhóm ở đây bạn nhóm được là x bình trừ 2xy cộng y bình thành một nhóm rồi cộng cho 4x trừ 4y thành một nhóm. Ở trong ngoặc đầu tiên thì bạn ấy sử dụng ở đây là hàng đẳng thức. Và lúc này được kết quả đó là x trừ y tất cả bình phương. Rồi cộng cho ở đây bạn ấy đạt được 4 làm ra làm nhân tử, tức là được 4 nhân x cộng y. Và lúc này bạn thấy nhân tử chung ở đây là x trừ y. Và thực hiện nhóm đặt x trừ y ra ngoài thì lúc này bên trong bạn còn x trừ y cộng 4. Và đa thức này được phân tích thành x trừ y nhân với x trừ y cộng 4. Và đầu bài yêu cầu chúng ta là hãy chỉ rõ cách làm trên, bạn Việt đã sử dụng những phương pháp nào để phân tích đa thức thành nhân tử. Vậy thì đầu tiên ở đây cô sẽ cùng với các em đi trả lời. Đầu tiên đó là ở ý A. Rồi, bây giờ cô sẽ cùng với các em đi trả lời đầu tiên ở ý A nhé. Ở ý A thì đầu bài yêu cầu chúng ta là đi tính giá trị của biểu thức tại x bằng 94,5 và y của chúng ta ở đây là bằng 4,5, đúng không em? Đây, vậy thì đầu tiên ở đây, để tính được giá trị biểu thức thì lúc này cô sẽ sử dụng phương pháp đó chính là phân tích cái đa thức ban đầu này của chúng ta thành nhân tử. Và sau khi đã phân tích được về dưới dạng thành nhân tử thì lúc này cô sẽ tiến hành thay giá trị của x và y vào để tính. Vậy thì đầu tiên ở đây, ở ý A, đa thức của chúng ta ngoài là x bình cộng 2x cộng 1 rồi trừ cho y bình. Lúc này ở đây cô sẽ sử dụng đầu tiên là cô sẽ sử dụng phương pháp nhóm. Cô sẽ nhóm 3 hạng tử đầu tiên của chúng ta tạo thành một nhóm. Tức là ở đây cô sẽ được đó là x bình cộng 2x cộng 1 thành một nhóm rồi cô trừ cho y bình. Vì sao cô lại nhóm 3 hạng tử này thành một nhóm? Vì các em để ý thấy đó là x bình cộng 2x cộng 1 của chúng ta ở đây chính là bình phương của một tổng. Và cụ thể ở đây chính là x cộng 1 tất cả bình phương rồi cô đem trừ cho y bình. Đến đây các em có thể nhận thấy được ở đây của chúng ta chính là hiệu của hai bình phương đúng không? Hay cũng chính là hàng đẳng thức số 3 a bình trừ b bình. Và ngoài áp dụng hàng đẳng thức số 3 thì cô sẽ thu được kết quả ở đây sẽ là x cộng y trừ cho x ở đây là x cộng 1 trừ y đúng không em? Rồi cô nhân cho ở đây sẽ là x cộng 1 cộng với y. Ở đây a của chúng ta trong hàng đẳng thức a bình trừ b bình thì a về đóng vai trò là x cộng 1, b của chúng ta đóng vai trò là y các em nhé. Và đến đây thì sắp lại thứ tự theo biến thì hôm nay cô sẽ được ở đây sẽ là x trừ y rồi cộng 1 nhân với lại x cộng y cộng 1. Rồi. Và đến đây thì bây giờ lúc này cô sẽ thay giá trị x bằng 94,5 và y của chúng ta ở đây là bằng 4,5 vào biểu thức của chúng ta. Thì lúc này cô sẽ tiến hành thay x bằng 94,5 và y bằng 4,5 vào. Và lúc này chúng ta sẽ được này, lúc này cái đa thức của chúng ta đó chính là x trừ y cộng 1 nhân với lại x cộng y cộng 1. Ở đâu có x thì các em thay bởi 94,5 đúng không? Ở đâu có y chúng ta thay bởi 4,5. Và lúc này chúng ta sẽ được kết quả ở đây là 94,5 trừ đi 4,5 cộng với 1 rồi nhân cho 94,5 cộng với 4,5 rồi cộng 1 đúng không em? Và đến đây thì thực hiện tính toán này. 94,5 trừ đi 4,5 cộng với 1 thì cho chúng ta kết quả ở đây chính là 91. 94,5 cộng với 4,5 rồi cộng với 1 thì cho chúng ta kết quả ở đây chính là bằng
100, đúng không các em? Và 91 nhân với 100 thì cho chúng ta kết quả đây bằng 9100. Vậy lúc này ở ý A, biểu thức của chúng ta lúc này có kết quả là bằng 9100. Rồi, tương tự như vậy thì lúc này cô sẽ cùng với các em đi thực hiện giải ở ý B. Rồi, ở đây ở ý B này. Ở ý B thì khi phân tích đa thức thành nhân tử thì bạn Việt, bạn ấy làm đầu tiên này, nhóm đúng không các em? Ở đây chúng ta thấy bạn ấy nhóm các hạng tử lại với nhau, đúng không? Nhóm x bình trừ 2xy cộng y bình tạo thành một nhóm, đúng chưa? Sau khi nhóm thành nhân tử thì đầu tiên ở đây, bước tiếp theo, x bình trừ 2xy cộng y bình tạo thành x trừ y tất cả bình. Ở đây là chúng ta sử dụng hằng đẳng thức, đúng không? Tiếp theo ở trong ngoặc thứ hai, bạn đã đặt được nhân tử chung là 4 ra bên ngoài. Tức là lúc này ở đây bạn đã sử dụng phương pháp, đó là phương pháp đặt nhân tử chung. Rồi, và tiếp theo, khi đã xuất hiện được là x trừ y tất cả bình cộng với 4 nhân x trừ y, đúng không các em? Xuất hiện nhân tử chung ở đây là x trừ y, bạn đã đặt nhân tử chung là x trừ y ra ngoài. Và bên trong bạn đã nhóm được là x trừ y cộng 4. Vậy thì ở đây các em có thể nhận thấy ngay được, đó chính là bạn Việt đầu tiên là sử dụng phương pháp nhóm hạng tử, đúng không các em? Đây, ở đây là nhóm hạng tử, chính là bước đầu tiên. Tiếp theo, đó là bạn ấy sử dụng phương pháp, ở đây chính là sử dụng hằng đẳng thức và đặt nhân tử chung. Rồi, và bước cuối cùng ở đây là bạn ấy cũng sử dụng phương pháp, đó chính là đặt nhân tử chung, đúng không các em? Vậy thì ở đây cô sẽ viết lại các bước bạn ấy làm như sau. Ở đây của chúng ta có đó là x bình cộng 4x trừ 2xy trừ đi 4y cộng với y bình. Rồi, bạn đầu tiên ở đây là bạn ấy thực hiện phương pháp nhóm các em nha. Bạn ấy nhóm được là x bình trừ 2xy cộng với y bình cộng với 4x trừ 4y, đúng không? Ở đây là bạn ấy sử dụng đó là phương pháp nhóm hạng tử. Cô viết tắt chữ phương pháp nhé. Nhóm hạng tử, đúng không? Rồi, ở bước tiếp theo là bạn ấy sử dụng ở đây là x bình trừ 2xy cộng y bình, đó là hằng đẳng thức thì mới xuất hiện được là x trừ y tất cả bình. Tiếp theo ở đây bạn ấy xuất hiện được là 4 ra bên ngoài, tức là bạn ấy cũng là đặt nhân tử chung, đúng không? Đặt nhân tử chung là 4 ra bên ngoài và bên trong còn lại là x trừ y. Ở đây thì bạn ấy sử dụng hai phương pháp. Phương pháp thứ nhất đó là phương pháp sử dụng, cô biết tắt chữ sử dụng này, hằng đẳng thức. Và phương pháp thứ hai ở đây đó chính là phương pháp đặt nhân tử chung. Rồi, tiếp theo là ở dấu bằng thứ 3, bạn đấy khi đã ở dấu bằng thứ 2 thì chúng ta lúc này đã xuất hiện được nhân tử chung đó là x trừ y, đúng không? Bạn ấy đặt nhân tử chung là x trừ y ra bên ngoài và bên trong này chúng ta còn đó là x trừ y cộng 4. Và phương pháp bạn ấy sử dụng ở đây chính là phương pháp đặt nhân tử chung. Rồi, vậy thì ở ý B, ở đây bạn ấy sử dụng đầu tiên đó là phương pháp, chủ yếu ở đây là sử dụng 3 phương pháp, đúng không em? Phương pháp thứ nhất đó là nhóm hạng tử, phương pháp thứ hai đó là phương pháp sử dụng hằng đẳng thức, và phương pháp thứ ba ở đây chính là phương pháp đặt nhân tử chung. Rồi, vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 2, trang 23, sách giáo khoa toán 8 tập 1.